Minh và Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiện hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc như ý, trúng số giàu to. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri báo trước cực chính xác, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, trúng số độc đắc. Tiền bạc ùn ùn đổ về nhà như thác lũ, đổi đời đại gia, con cháu ba đời ăn không hết của, đúng tháng 8 âm lịch 2024. Xét theo tử vi phương Đông cho thấy, người tuổi Bính Thìn thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công. Danh tiếng địa vị cao sang, nhưng tính tình rất nóng nảy bộc trực, tức giận thì ăn nói mất lòng nhưng lại dễ nguội và không để bụng. Vì vậy, Bính Thìn cũng rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp, không phải lúc nào họ cũng giữ thái độ nghiêm túc, chân thành với đối phương, đôi khi họ cũng nói chuyện bổ bả với những người thân thiết. Đó là đặc điểm tính cách trong con người họ. Xét về bản mệnh, những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, ngay từ khi còn nhỏ đã là một đứa trẻ hiếu động, ham chơi, thích học hỏi, tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh. Đến khi lớn lên, cuộc sống vất vả đã dạy và rèn luyện cho họ ý chí, sự quyết tâm và lòng can đảm để có thể chinh phục được mục tiêu thử thách, khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân. Người tuổi Bính Thìn như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu góc cạnh của vấn đề. Bởi vậy, trong công việc, họ luôn cảnh báo cho mọi người nguy hiểm đang rình rập ở phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà tuổi Bính Thìn dễ dàng hiểu thấu tâm tư, nỗi niềm thầm kín của người khác, từ đó tìm cách chia sẻ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hoạn nạn. Cũng chính vì vậy, dưới góc nhìn tử vi học, họ là người có tính cách đặc biệt với nhiều đặc điểm nổi bật như sau. Thứ nhất, tuổi Bính Thìn là tuổi của những con người có tính cách rất khác biệt, họ sẽ thay đổi tính cách rất nhanh. Mặc dù đây là một trong số ít những con giáp có khả năng nhìn nhận vấn đề, sự việc thấu đáo và gặt hái được rất nhiều thành tựu trong cuộc đời. Tuy nhiên, do bản tính vốn ngông cho nên thường bị rất nhiều người cho là tự cao, tự đại. Vì thế nhiều lúc Bính Thìn cô lập nói xấu và có tiểu nhân hãm hại trong công việc cũng như cuộc sống. Tuy vậy, với cá tính của những người này thì họ sẽ rất khoan dung với mọi người, ai nói gì mặc ai. Tự nói tự nghe là người khoan dung độ lượng, gặp chuyện bất bình cũng không để yên, bạn sẽ hành hiệp trượng nghĩa ngay lập tức. Thứ hai, Bính Thìn có tính cách khá đặc biệt, họ yêu thích cuộc sống thú vị, luôn nhìn cuộc sống với một tâm thế tươi mới và tràn đầy sức sống. Do đó, hầu hết những người tuổi này cả cuộc đời của họ sẽ sống rất an nhàn, không gặp quá nhiều gian truân, khó khăn trong công danh, sự nghiệp, cuộc sống đầy đủ sung túc, về vật chất khá dư giả. Tuy nhiên, do có quá nhiều những lo toan, nên đời sống nội tâm của họ không được an yên. Thứ ba, người tuổi này là những người năng động, khoan dung, nên thường mang đến nguồn năng lượng tích cực. Người này cũng là người có tính cách thay đổi thất thường, nên người khác khó đoán biết được họ đang nghĩ điều gì. Bởi vậy, Bính Thìn trong mắt đối tác đồng nghiệp luôn mang đến sự bí ẩn khó nắm bắt, cũng là một trong những bí quyết khiến tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 nắm bắt thời cơ nhanh chóng thành công hơn. Thứ bốn, Bính Thìn có đòi hỏi cao với cuộc sống và những người xung quanh, bởi tính cách có phần cao ngạo, nóng nảy, thẳng tính nên dễ làm mất lòng người. Tuy nhiên, họ lại là những người hết lòng vì công việc, có trách nhiệm cao và tinh thần cầu tiến nên dễ đạt được những thành công trong công việc và cuộc sống,
tạo dựng được chỗ dựa vững chắc trong sự nghiệp. Ngoài ra, họ giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng tới công việc chung. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán, bản mệnh có xu hướng sống tự do, không thích lập gia đình. Có nhiều quan niệm cho rằng, tuổi Thìn nếu sinh ra vào những ngày mưa giông bão gió, đến khi lớn lên cuộc sống sẽ gặp nhiều chông gai, gian khổ. Ngược lại, nếu sinh vào ngày nắng đẹp gió heo may, cả đời được sống trong sung sướng giàu sang. Nên đừng vội vàng khi bạn chưa bắt đầu, bạn đang chuẩn bị, đang mài dìu, đang trong đoạn chờ đợi thời cơ. Chỉ có vậy Bính Thìn phải kiên trì cho tới lúc thời thông thế thuận thì mới nắm bắt được vận may. Vì vận may mà vào tay người không có trình độ cũng chẳng nắm bắt được thời cơ nhiều phần. Đây sẽ là lúc những người không phải là mảnh ghép đúng trong cuộc đời của bạn dần rời đi. Những nhọc nhằn về nhân tâm, những mệt mỏi về nhân tính, những dở òa về tình người trong từng mối quan hệ sẽ dần bộc lộ. Sàng lọc qua rồi ở lại sẽ không còn là đất cát, mà là những hạt tinh thể lóng lánh đi cùng Bính Thìn suốt những năm tháng sau này. Người tuổi Bính Thìn có khả năng thích nghi rất tốt. Họ thông minh nhạy bén với thời cuộc, thích sự bận rộn và cuộc sống nhiều thay đổi. Họ chủ động và hoạt bát, đa tài, đa nghệ, có tài năng bẩm sinh về ngôn ngữ và viết lách, cũng có khả năng cảm thụ nghệ thuật rất tốt, coi trọng ngoại hình và có óc thẩm mỹ cao. Đây là người có lòng tự tôn rất lớn, luôn yêu cầu mọi việc thập toàn thập mỹ. Chính vì vậy mà luôn cực kỳ nghiêm khắc với bản thân mình cũng như với người khác. Thậm chí có thể nói họ khá khắt khe, tính tình lại nóng nảy khiến người khác có cảm giác về một bạo quân thứ thiệt. Tuổi Bính Thìn có lộc cách, nên đi theo con đường kinh doanh có thể thu được nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, các lĩnh vực mới như điện tử, công nghệ viễn thông đều có thể giúp họ đạt được vinh quang, mang trong mình thuộc tính khai mở. Ánh sáng soi tỏ nên những người mệnh này làm công tác giáo dục, điều tra, khám phá, nghiên cứu khoa học thường có thành tựu cao. Đàn ông cầm tinh con rồng, có ý chí phấn đấu rất mãnh liệt, phụ nữ thì mạnh mẽ, quật cường. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này nằm ở chỗ thiếu kiên nhẫn và nghị lực. Họ bừng bừng khí thế theo đuổi ước mơ của mình, song hễ gặp khó khăn, trở ngại ngáng đường là lòng nhiệt tình đó lập tức trở nên nguội lạnh. Họ dễ dàng thối lòng nản chí, không được quyết tâm để tiếp tục đến cùng. Người sinh năm này rất có lý tưởng, nên yêu cầu bất cứ chuyện gì cũng phải thập toàn thập mỹ, với bản thân hay với người khác luôn vô cùng nghiêm khắc. Bính Thìn không có ý thức cao về tiền bạc, không biết cách thắt chặt chi tiêu hay tính quan trọng của việc đầu tư, tiết kiệm khi xảy ra vấn đề về tài chính. Nên nhớ nhanh chóng trả hết những khoản nợ, đừng để dây dưa kéo dài. Vận may tài lộc thường đến khá nhanh và mạnh như vũ bão, hãy nắm bắt thời cơ để đầu tư sinh lời. Bính Thìn là những người chậm tiếp nhận vấn đề, nhưng lại giải quyết rất nhanh. Họ có nhiều sáng kiến và ý tưởng, luôn nhìn thấu được sự việc, nên họ biết đối nhân xử thế, khéo léo trong mối quan hệ. Đặc biệt, họ còn có tấm lòng từ bi tốt bụng, rất quan tâm tới mọi người xung quanh. Khi ai gặp khó khăn thì họ hết lòng giúp đỡ. Với những tính cách như vậy thì nữ Bính Thìn nên làm về các lĩnh vực như công tác giáo dục, thanh tra, nghiên cứu khoa học, hứa hẹn sẽ đạt thành tựu cao. Vì có lộc cách, nữ Bính Thìn nên đi theo con đường kinh doanh, hứa hẹn sẽ thành công và phát tài, phát lộc. Người tuổi Bính Thìn luôn suy xét thấu đáo trong mọi việc, nên không phù hợp với những công việc cứng nhắc, không đòi hỏi tới tư duy. Họ nên lựa chọn nghề nghiệp sao cho có thể phát huy hết năng lực và khả năng sáng tạo của bản thân. Người này rất hợp với các công việc có liên quan tới nghệ thuật hay nghiên cứu, học thuật. Đặc biệt, nếu theo nghiệp viết lách, biết lấy một tác phẩm vượt xu hướng thời đại làm phương hướng phát triển, thì sẽ đạt được những thành công vang dội. Một khi chứng minh được năng lực của bản thân trong một lĩnh vực nào đó, những cố gắng của họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Tính cách năng động, hoạt bát và tố chất hơn người cũng khiến họ thường đảm nhận vị trí lãnh đạo cao trong những ngành nghề mà họ tham gia. Tiếp theo đây, hãy cùng luận giải ý nghĩa dân gian của tháng 8 âm lịch. Theo lịch vận niên, tiết bạch lộ bắt đầu từ ngày mùng 7, mùng 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày 23 tháng 9 dương lịch hàng năm, tức là khoảng tháng 8 âm lịch. Ngày đầu tiên diễn ra tiết khí này được gọi là ngày bạch lộ. Bạch lộ là thời điểm có độ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn nhất trong năm, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của thời tiết. Bước vào tiết bạch lộ, trời đất bắt đầu xuất hiện sương mù, những hạt hơi nước, những hạt mốc ngưng tụ vào ban đêm và sáng sớm. Sáng và đêm nhiệt độ giảm nhanh, khiến hơi nước ngưng tụ kết thành sương đọng trên cỏ cây,
nhà cửa, còn ban ngày vẫn có nắng nóng, thời tiết ấm áp. Sau tiết Bạch Lộ là tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm ứng với quẻ Phong Địa Quán. Quẻ này có 2 hào dương ở trên, 4 hào âm ở dưới. Hào dương tượng trưng cho quân tử các bậc lão thành, hào âm tượng trưng cho tầng lớp thấp, người trẻ tuổi. Người trên nêu gương mẫu mực cho người dưới noi theo đó là một điều tốt. Hơn nữa, quẻ thượng là quẻ phong, quẻ hạ là quẻ địa. Gió thổi trên mặt đất là tượng của đạo đức lẽ phải, mẫu mực, nghĩa nhân được lan truyền mọi nơi. Quẻ này là một quẻ cát lợi. Tuy nhiên khí âm rất thịnh, nên sau khi tiết Bạch Lộ nhiều người cần đề phòng bệnh tật, các chứng cảm nhiễm phong hàn. Tiết Bạch Lộ rơi vào tháng 8 âm lịch là tháng Dậu, tháng mùa thu có khí kim cực dượng, nên những người sinh tháng này trời phú cho khí chất cứng cỏi, kiên cường, quả quyết, dứt khoát, tín nghĩa, thông minh đoan chính. Nhiều người có dung mạo tú lệ, khôi dĩ tuấn tú. Đối với những người có đặc điểm mệnh lý khuyết kim thì cần có kim bổ trợ để cân bằng ngũ hành trong tứ trụ, thì đây là khoảng thời gian dưỡng dận. Nhờ được bộ kim nên họ sẽ ổn định về sức khỏe, vững vàng về tâm lý, trí tuệ thông thái mẫn tiệp, hành động quyết đoán, sự nghiệp thuận lợi, công danh tài lộc đều thu được quạnh tài tốt. Tâm tình đối với con người đặc biệt quan trọng, vì lẽ đó mà tiết Bạch Lộ là thời điểm tu tâm dưỡng tính cực kỳ thuận lợi. Nhà Phật cho rằng, dưỡng sinh trong tiết Bạch Lộ chính là nuôi dưỡng tinh thần, từ đó cải thiện sức khỏe. Mùa thu thường khiến tâm trạng của người ta buồn rầu, nhưng ở đây cũng là mùa thu hoạch, cảnh sắc lãng mạn khi tới mùa thay lá trong sắc mùa thu. Cần hướng tới thưởng thức phong vị mùa thu hơn là suy nghĩ. Đông tàn thì tâm tính ôn hòa, thu lại thần khí nên duy trì thái độ tích cực chính là cơ sở để chiến thắng tâm lý bi quan. Đồng thời vấn đề ẩm thực, rèn luyện cần chú trọng hơn thì hiệu quả dưỡng sinh sẽ càng cao. Trong những ngày thu của tiết Bạch Lộ, hãy tích cực cho ánh sáng tự nhiên chiếu rọi vào nhà, có thể tăng cường tinh thần tích cực, tiêu trừ cảm giác hậm hực, ngột ngạt u buồn. Khi tâm tình buồn lo hãy nhấp chút cà phê hoặc trà nóng, ăn chuối tiêu, bạc hà để hưng phấn hệ thần kinh, xua tan cảm giác đau lòng. Mùa thu cũng là thời điểm âm thịnh dương suy, cơ thể cần được cung cấp chất dinh dưỡng từ các loại thịt, đậu, đồ ngọt cũng có tác dụng làm tăng lượng đường trong máu, kích thích sức sống, giảm bớt u buồn. Ngoài ra, vitamin B cũng có thể điều tiết tinh thần, thường xuyên ra ngoài tận hưởng không khí trong lành, thoáng đãng cũng là cách dưỡng sinh phù hợp trong tiết Bạch Lộ. Các hoạt động như tản bộ, chạy bộ, chơi thể thao, tập thể dục không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn giúp tinh thần phấn chấn, sung mãn, giải phóng năng lượng, thả lỏng tâm tình. Nghe các bản nhạc thiền hoặc nhạc du dương có tác dụng an tâm tinh thần, dung đắp tình cảm tích cực trong con người. Ở thời điểm buồn bực, hãy thả lỏng và nghe một khúc nhạc tự nhiên, bao nhiêu tiêu cực sẽ bay đi hết, tâm hồn lắng lại bình an hơn. Đây cũng là một cách dưỡng sinh trong tiết Bạch Lộ rất tốt. Vừa theo góc độ dưỡng sinh trong tiết Bạch Lộ, qua tiết Bạch Lộ thì táo khí sẽ dần dần thịnh lên. Táo sẽ tổn thương phổi, lúc này nên ăn nhiều thức ăn tươi âm nhuận phế như lê, nhãn, hoa bách hợp, mía ngọt, khoai sọ, củ cải trắng, nấm tuyết. Ngoài ra, vào tiết Bạch Lộ cũng thích hợp ăn cháo, nấu cháo gạo hay nếp, với các loại nguyên liệu có thể kiện tỳ dị bổ trung khí. Phòng khi táo các món như hạt sen hầm với hoa bách hợp, súp nấm tuyết cầu kỳ hạt sen, táo tàu, cháo củ ấu với nhân ý dĩ đều rất thích hợp. Vậy tử vi tuổi Bính Thìn trong tháng 8 âm lịch biến động như thế nào, vận trình thay đổi ra sao? Mời quý cô bác cùng Minh Đường tử vi luận giải qua các phương diện chính ngay sau đây. Đầu tiên, xét trên phương diện sự nghiệp tuổi Bính Thìn trong tháng 8 âm lịch năm 2024. Người tuổi Bính Thìn trải qua tháng 8 âm lịch một cách khá bình yên, mọi phương diện cuộc sống đều có bước phát triển nhất định. Dù không quá rõ ràng nhưng cũng đủ để bạn cảm thấy quyết tâm và tin tưởng hơn vào tương lai. Sự nghiệp của bạn phát triển khá thuận lợi, nhiều kế hoạch dự định của bạn đều có bước tiến nhất định. Điều đó giúp bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào bản thân và dám tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này nhìn nhận điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình, từ đó có hướng phát triển và thay đổi phù hợp. Nếu biết đánh giá đúng tình hình thực tế, bạn có thể tự lập ra những kế hoạch chuẩn xác, có mục tiêu rõ ràng giúp con đường tương lai của bạn trở nên tươi sáng hơn. Tháng này công việc hoàn thành thuận lợi, còn là do bạn biết đoàn kết hợp tác với mọi người xung quanh, đồng nghiệp.
Bạn bè cũng trao đổi ý kiến và cùng đồng tâm hiệp lực nên công việc dù có khó khăn tới mấy cũng trở nên thuận lợi hơn hẳn. Bản mệnh mưu sự dễ thành, miễn là quyết đoán và nỗ lực theo đuổi tới cùng, đừng bỏ cuộc giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt. Sẽ có kẻ ghen tị với tài năng và uy tín của bạn, tìm cách hãm hại hoặc ngăn cản con đường thăng tiến. Tuy nhiên, vận quý nhân của bạn dựng đủ sức để đối phó với tiểu nhân, không cần phải quá lo lắng. Với sự giúp sức của nhị hợp quý nhân, tuổi Bính Thìn có thể mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành kế hoạch dự định đã mong muốn từ lâu, tính khả thi và tỷ lệ thành công khá cao. Tuy nhiên, do tác động của nguyệt lệnh lâm suy, đôi khi bản mệnh rơi vào tình trạng lo lắng thái quá, bạn cần kịp thời trao đổi tâm sự với người khác để thoát khỏi trạng thái tiêu cực. Nếu có điều gì chưa rõ, bạn cũng đừng ngại hỏi người đi trước, chắc chắn đối phương sẽ chẳng ngại giải thích cho bạn, giúp bạn đưa ra những quyết định chính xác và quyết đoán hơn. Xét trên phương diện tài lộc, tháng 8 âm lịch tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Dưới tác động của cục diện nhị hợp, chuyện làm ăn kinh doanh của người tuổi Bính Thìn sẽ có dấu hiệu phát triển tích cực. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh hợp tác làm ăn, mở rộng quy mô kinh doanh của mình. Tin rằng với sự chăm chỉ chịu khó của mình, bạn sẽ kiếm tiền về đầy túi, khiến cuộc sống được cải thiện rõ rệt. Với người làm đầu tư, bạn cần phải quyết đoán hơn trong việc nắm bắt cơ hội, bởi nếu cứ chần chừ do dự, bạn sẽ để người khác giành trước lợi thế. Hãy tin tưởng hơn vào khả năng của mình, bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai. Dù công việc bước đầu có gặp khó khăn, trắc trở đi nữa, chỉ cần bạn quyết tâm khắc phục thì dần dần sẽ vượt qua. Đối với người làm công ăn lương, túi tiền rủng rỉnh là nhờ bản mệnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Khoản tiền lương, tiền thưởng nóng là hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn bỏ ra. Tuy nhiên, tháng này không chỉ có thu vào mà còn có cả chi ra. Tiểu hao cho thấy bạn có thể tốn tiền cho các hoạt động chi tiêu mua sắm. Con giáp này có thể tự thưởng cho bản thân mình để khuyến khích tinh thần làm việc, song đừng nên dung tay quá trớn, mua những món hàng vượt khả năng chi trả của mình. Tốt nhất bạn cần để lại một khoản tiết kiệm cho những kế hoạch lớn lao trong tương lai hoặc cho những tình huống bất ngờ. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán tự do, bạn cũng có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tránh tình trạng nay lãi mai lỗ, tiền vào túi rồi lại ra ngay, khó tích lũy số vốn lớn để mở rộng làm ăn. Xét về phương diện tình cảm gia đạo, tuổi Bính Thìn trong tháng 8 âm lịch năm 2024. Về đường tình duyên, gia đạo là một trong những điểm sáng trong vận trình của người tuổi Bính Thìn trong tháng 8 này. Bạn có những cách ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ, nên đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến, gia đình đầm ấm, giảm mâu thuẫn cãi cọ. Với người đã lập gia đình bản mệnh đón hỷ sự liên tiếp, không khí gia đình vui tươi, đầm ấm, một vài mâu thuẫn xung đột trước đó được xử lý ổn thỏa. Gia đạo ngày càng yên ổn, một vài gia đình đón tin vui về chuyện con cái, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một khăng khít. Thậm chí hai người có thể thấu hiểu nhau mà không cần phải nói ra thành lời. Người ấy chính là động lực để bạn đối diện với khó khăn, sẵn sàng thử thách bản thân trong những mục tiêu mới. Khi vướng vào khó khăn, đôi bên cũng có thể lắng nghe cổ vũ cho nhau, thậm chí phải thảo luận để đưa ra những phương án giải quyết phù hợp. Dù mệt mỏi đến mấy, về đến nhà bạn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn hẳn. Vợ chồng bạn còn cùng nhau làm các công việc nhà, cùng nhau trao đổi, dạy dỗ con cái, bởi đôi bên đều hiểu rằng việc xây dựng gia đình hạnh phúc không phải là trách nhiệm của riêng ai. Với người độc thân, bạn đã từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực trước đó để hướng về tương lai tươi sáng hơn. Bạn dần quên được với tổn thương trong quá khứ và mở lòng trò chuyện với mọi người xung quanh. Có thể bạn sẽ tìm được ai đó phù hợp ngay trong khoảng thời gian này. Đôi bên hãy đối xử chân thành với nhau, quan hệ sẽ trở nên bền vững và lâu dài. Cuối cùng là phương diện sức khỏe, tuổi Bính Thìn trong tháng 8 âm lịch năm 2024. Tuy nhiều phương diện cuộc sống đều có bước tiến đáng mừng, song tiếc là sức khỏe của tuổi này lại có dấu hiệu suy giảm. Bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể cũng sẽ mắc phải các bệnh giặc khi thay đổi thời tiết. Có lẽ suốt khoảng thời gian qua bạn đã làm việc quá vất vả, nay là lúc bạn nên cho phép mình được nghỉ ngơi một chút. Hãy xây dựng một thời gian biểu khoa học, nghỉ ngơi và lao động cân bằng. Đừng ép bản thân làm việc quá sức kẻo đổ bệnh. Trên lĩnh vực tinh thần, bạn cần thường xuyên tâm sự với mọi người, nhất là khi gặp phải bế tắc. Quá trình trò chuyện sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, giảm nguy cơ bị căng thẳng,
Stress cần chú trọng cân bằng trạng thái tâm lý, giữ tinh thần lạc quan, yêu đời để làm nền cho hai khí âm dương cân bằng, từ đó phòng tránh bệnh tật. Ngoài ra, mùa thu cần chú ý dưỡng sinh bằng nhiều biện pháp kết hợp việc ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện, điều hòa khí huyết theo nguyên tắc chống khô hanh. Về ăn uống nên ăn chua giảm cay, về thói quen sinh hoạt nên ngủ sớm, dậy sớm, giảm tần suất quan hệ tình dục. Về chế độ luyện tập thì nên vận động nhẹ nhàng, hạn chế vận động mạnh kẻo bị chấn thương. Ngoài ra, cần lưu ý trong tháng có thiên hình hung tinh ảnh hưởng, tuổi Thìn cần chú ý sử dụng dao kéo, đồ vật sắc nhọn đi đứng thận trọng kẻo gặp họa hình thương bị thương tật, chảy máu. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau, vậy nên ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải từng tuần trong tháng 8 âm lịch, để quý mệnh chủ tuổi Bính Thìn có những kế hoạch phát triển cho mình. Đầu tiên là Tử Vi tuần 1, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, tháng 8 âm lịch 2024. Tử Vi tuần mới tuổi Bính Thìn khá may mắn, đặc biệt là vào đầu tuần, công việc cực kỳ suôn sẻ, những vất vả tuần cũ đã dần qua đi, dọn đường cho may mắn đến với con giáp này. Công việc cũng may mắn đi xa xuất ngoại, cầu công danh đều được thành công như ý, bạn sống hòa nhã, khiêm nhường, nên đi làm ở đâu cũng được người khác kính nể. Có tiểu nhân muốn cản chân bản mệnh nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được bạn đâu. Năng lực làm nên danh tiếng, người buôn bán có uy tín nên được khách hàng tin tưởng yêu thương. Vận trình tài lộc khởi sắc rõ rệt khi con giáp này phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu nhập phụ. Thế nhưng bản mệnh đừng vì thế mà chi tiêu quá thoải mái. Tuần này, những ai có kế hoạch du lịch thì cứ tiến hành, vì chuyến đi sắp tới rất may mắn. Tuy nhiên, vào khoảng nửa đầu tuần bạn cần phải cẩn thận, bởi sẽ có tai họa ập đến bất ngờ có liên quan tới gia đình và bản thân. Những người có người thân đang ốm nặng thì cần phải hết sức để ý, còn bản thân mà có bệnh thì cũng nên đi thăm khám ngay. Tử Vi tuần 2, tháng 8 âm lịch tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Theo Tử Vi tuần thứ 2 đầu tuần nhớ cẩn thận chuyện làm ăn, tiền nong, cuối tuần có vẻ là xui xẻo sẽ qua đi, cuộc sống khởi sắc hơn là lúc con giáp này có thể thở phào nhẹ nhõm. Công việc của tuổi Bính Thìn đầu tuần khá chật vật, nhưng may mắn đỡ được phần nào xui xẻo, cần cẩn thận nếu không bản mệnh sẽ vướng vào thị phi chốn công sở. Người làm công việc có liên quan tới y dược, dịch vụ du lịch, kỹ thuật, nghệ thuật sẽ may mắn hơn, tin vui đa số sẽ về vào những ngày cuối tuần. Thế nhưng bản mệnh đừng vội chủ quan, tài vận vẫn còn khá sóng gió dễ hao tài, mất của, bạn đừng vì cả nể mà cho người khác vay tiền. Dù người ta trả tiền lãi cao hay không cũng không được cho vay, vì nguy cơ mất trắng cực cao, muốn nhập thêm hàng về bán thì phải chọn những ngày cuối tuần sẽ có lộc hơn. Vận trình tình cảm của người đã có gia đình khá thuận, nhưng những người chưa có gia đình sẽ phải lo lắng một chút, vì khi số có cưỡng cầu nhưng tình duyên vẫn không được như ý. Thêm vào đó, bạn bè chơi với nhau thì cần phải thật lòng, còn chơi chỉ để lợi dụng nhau thì Bính Thìn nên dẹp bớt đi. Trong tuần, bạn có xu hướng tham lam công việc tới mức bỏ bê sức khỏe của mình, thậm chí có người bị đau đầu, đau dạ dày, cũng chi phí hay lo lắng, hoặc làm việc quá sức, hãy cân đối lại thời gian để được nghỉ ngơi nhiều hơn. Tử Vi tuần 3, tháng 8 âm lịch tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Tử Vi tuần mới cho thấy bản mệnh sẽ có những mất mát hao tài. Con giáp này làm nhiều nhưng không thấy tiền dư đâu. Tuần mới sinh ra hàng chục khoản dây lặt vặt cần đến tiền, nhưng tiền lương thì có hạn nên khó mà gánh nổi, cần phải chi tiêu dè dặt. Đầu tuần bạn có thể chưa cảm nhận được mất mát về tiền bạc, nhưng càng về cuối tuần thì càng thấy rõ hơn. Khi hợp tác làm ăn nên cẩn thận chuyện giấy tờ, kẻo bị lừa gạt lúc nào không hay. Tuy nhiên, nếu không có may mắn, vận đen ấy có thể xảy ra thật thì cũng coi như là đã giải được vận hạn. Tuy tài vận không tốt nhưng đường công việc lại khá ổn, thời điểm đầu tuần cực kỳ có lợi cho những người sắp thi cử, xin việc hoặc chuyển công tác làm ăn tới một nơi mới. Vậy nên tốt nhất bản mệnh nên tiếp tục tập trung cho công việc, đừng để ý chuyện thị phi ở chỗ làm. Tuy nhiên, con giáp này có xu hướng trở nên cao ngạo, sẽ có những lời nói không phù hợp. Bạn được nhắc nhở nên khiêm tốn hơn nếu không muốn tay bay dạ gió, mọi việc phải thận trọng, nếu không sẽ gây họa, có nguy cơ phạm tù tội. Đầu tuần vận trình tình cảm cũng cực kỳ thuận lợi,
suôn sẻ, sự thấu hiểu sẽ giúp bản mệnh và nửa kia càng gắn bó khăng khít hơn. Ngoài ra, con giáp này sẽ hội ngộ với bạn cũ, người thân ở xa, trong tuần có tổ chức tiệc tùng ăn uống hoặc đi du lịch cùng nhau. Thêm vào đó, bạn dường như đang chăm lo cho người khác quá mức, nên quên đi việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Hãy nghỉ ngơi và cân bằng lại cuộc sống, chớ nên phụ thuộc quá nhiều vào thuốc thang. Tử vi tuần 4, tháng 8 âm lịch tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Theo tử vi tuần cuối của tháng khá chật vật, con giáp này ăn ở hiền lành nhưng ngồi không cũng dính họa. Có kẻ ghen ăn tức ở cho thấy bản mệnh giỏi hơn, giàu hơn nên nóng ruột muốn đặt điều chê bai. Đầu tuần tưởng như rất khó khăn, nhưng đó lại là cơ hội để bạn phát hiện ra những điểm mạnh của mình để phát huy. Con giáp này sẽ có những thay đổi nhất định trong công việc, một vài thách thức tới với bạn trong tuần này. Đây cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực, phát triển sự nghiệp tương lai thêm bền vững. Dù là làm công việc gì, bạn cũng có kẻ muốn cạnh tranh âm thầm sau lưng, đặc biệt là những người làm tự do hoặc công chức thì càng nên ăn nên làm ra thì càng ít bạn chơi cùng. Tuy nhiên, đừng nản lòng, kết quả mà bản mệnh nhận về sẽ vô cùng xứng đáng với sự tận tụy và công sức của bản thân. Vận tài lộc có chút mất mát nhỏ không đáng kể, nhưng vẫn cần phải đề phòng. May mắn là càng về cuối tuần, bản mệnh càng có nhiều cơ hội để gia tăng thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh được khuyên là nên tập trung vào công việc chính, chớ tham lam quá sức, kẻo tiền đi chữa bệnh quá tiền làm ra. Trong chuyện tiền bạc, dù có tài tinh chiếu mệnh nhưng bạn cũng không nên chủ quan. Bạn nên có sự rõ ràng, đồng thời không nên quá tin tưởng vào các mối quan hệ xã giao. Tuần này bạn không nên đầu tư tài chính ồ ạt hoặc cho vay mượn quá nhiều, hãy làm mọi thứ chậm mà chắc. Vận trình tình cảm hung cát đang xen, bản mệnh nên cảm thấy hạnh phúc với chính bản thân mình và những mối quan hệ hiện tại. Người không tốt thì không nên tiếc. Đầu tuần có tin vui liên quan tới cưới hỏi, sinh nở trong gia đình hoặc họ hàng. Cuối tuần thì cần cẩn thận, có điểm xung đột cãi cọ trong nhà, bạn nên bớt nóng tính lại. Tuy nhiên, sức khỏe của bản mệnh lúc này không được tốt, có thể vì quá lo lắng và nóng lòng muốn thay đổi mà con giáp này thường xuyên có cảm giác bất an, tự tạo sự căng thẳng không cần thiết cho mình. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tử vi tháng 8 âm của cô bác anh chị tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là cách hóa giải vận hạn. Đầu tiên, đối với nam mạng tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, theo sao chiếu mệnh, sao Thái Bạch. Thái Bạch là hung tinh gây hao tán tiền bạc rất mạnh. Dân gian có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Theo niên hạn, hạn toán tận. Hạn toán tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Theo vận niên, năm tuổi của mình, tuổi Bính Thìn nam mạng gặp vận niên ngưu hồi sơn, tức là trâu về núi. Hình ảnh này mang ý nghĩa, ở núi tuy không có nhiều cỏ để ăn nhưng vẫn còn lá cây non và xa loài người thì tấm thân bớt cơ cực phần nào. Điều này ngụ ý, trong năm công việc làm ăn phải cẩn trọng, suy tính kỹ càng, chắc chắn có lợi mới nên làm, kẻo khó còn đường lui. Đời sống tình cảm gặp trục trặc, đôi bên liên tục xảy ra xung đột, mâu thuẫn, gia đạo mất hòa khí. Tâm lý hoài nghi khiến mọi thứ bị đảo lộn, không phân biệt đúng sai, dễ cho kẻ khác xen ngang phá hoại hạnh phúc lứa đôi. Người độc thân dẫn trên hành trình tìm kiếm nửa kia, e rằng khó gặp. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá, kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần già tai ương sẽ tan biến.
giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai. Ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Đầu tiên đối với nữ mạng tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Theo sao chiếu mệnh, sao thái âm. Thái âm là các tinh, rất cho nữ mạng, mang tính hóa giải kịp thời, có thể hóa hung thành cát, mang tới điều cát lành, may mắn trong công việc hay chuyện tiền bạc cho tuổi Bính Thìn. Theo niên hạn, hạn Quỳnh Tuyền. Hạn Quỳnh Tuyền chủ về hao tán tiền bạc và đau yếu, bệnh nặng. Nữ mạng Bính Thìn dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém dẫn tới mệt mỏi, thậm chí có nguy cơ đột quỵ. Nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Theo vận niên, bước vào năm tuổi của mình, tuổi Bính Thìn nữ mạng gặp vận niên Ngưu Hồi Sơn, tức là trâu về núi. Hình ảnh này mang ý nghĩa, ở núi tuy không có nhiều cỏ để ăn nhưng vẫn còn lá cây non và xa loài người thì tấm thân bớt cơ cực phần nào. Điều này ngụ ý, trong năm công việc làm ăn phải cẩn trọng, suy tính kỹ càng, chắc chắn có lợi mới nên làm kẻo khó còn đường lui. Đời sống tình cảm gặp trục trặc, đôi bên liên tục xảy ra xung đột, mâu thuẫn, gia đạo mất hòa khí. Tâm lý hoài nghi khiến mọi thứ bị đảo lộn, không phân biệt đúng sai, dễ cho kẻ khác xen ngang phá hoại hạnh phúc lứa đôi. Người độc thân vẫn trên hành trình tìm kiếm nửa kia, e rằng khó gặp. Hóa giải vận hạn. Kích hoạt các tính của sao thái âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao thái âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không dụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng. Không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách giải hạn Quỳnh Tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay vạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 8 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất.
Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.